hiệu trưởng nhảy phụ họa cho Giang Hồ Mạng Phú Lê trước mặt 500 học sinh. Khởi tố vụ án học sinh lớp 4 tử vong sau buổi văn nghệ ở trường. Công bố nguyên nhân gây ra vụ ngộ độc hàng loạt sau ăn bánh đêm trung thu. Xôn xao clip tài xế xe công nghệ cầm dao dượt hành khách ở thành phố Hồ Chí Minh. Bão Khoi Nu giữ nguyên hướng di chuyển, áp sát Biển Đông. Kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình tin tức trên kênh youtube Báo Lao Động. Vừa rồi là những nội dung chính sẽ có trong chương trình, còn bây giờ là phần tin chi tiết. Thưa quý vị, vừa qua trong lễ trung thu cho các em học sinh ở một trường dân tộc bán chú, thuộc huyện Trạm Tấu, Giang Hồ Mạng Phú Lê đã xuất hiện trong trang phục phản cảm. Đáng chú ý là hiệu trưởng ngôi trường thậm chí còn nhảy múa phụ họa cho tiết mục này. Theo tìm hiểu, ông Lê Văn Phú, hay còn được biết đến là Giang Hồ Mạng Phú Lê, đã xuất hiện và hát múa trong trang phục phản cảm chưa dừng lại ở đó, trong các clip và hình ảnh lan truyền, có cả sự góp mặt của một người đàn ông trong bộ vest đen. Trong các clip, người này lên sân khấu khi Phú Lê đang biểu diễn, vẫy tay, vỗ tay để phụ họa vào các tiết mục của nhân vật chính, trước ít nhất 500 học sinh của trường. Tại trạm tấu xác nhận, đó chính là hiệu trưởng trường, trường tiểu học và trung học cơ sở làng nhì, ông Nguyễn Danh Trí Quảng. Dù đã nhiều lần liên lạc với ông Quảng, hiệu trưởng nhà trường, nhưng vị này không trả lời. Trước đó ngày 30 tháng 10, ông Lê Trung Anh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Trạm Tấu cho biết đã chỉ đạo phòng giáo dục và đào tạo và trường tiểu học và trung học cơ sở Làng Nghì, xã Làng Nghì, huyện Trạm Tấu báo cáo giải trình về lễ trung thu có sự góp mặt của giang hồ mạng Lê Văn Phú, tên thường gọi là Phú Lê. Bà Nguyễn Thị Hà, trưởng phòng giáo dục và đào tạo huyện Trạm Tấu, Yên Bái cũng đã có những thông tin liên quan đến việc giang hồ mạng Phú Lê ăn mặc trang phục phản cảm, hát hò trong chương trình đêm hội trăng rằm tổ chức tại trường tiểu học và trung học cơ sở Làng Nhì bà hà nói theo kế hoạch của huyện buổi lễ sẽ có lãnh đạo được giao phụ trách địa bàn xã và lãnh đạo xã đến dự trao quà tặng cho các học sinh không khí vui tươi không vấn đề gì tuy nhiên sau khi tổ chức chung phòng giáo dục và đào tạo nhận được thông tin ngày hôm đó trong đoàn tới trao quà tặng học sinh có người mặc trang phục không đúng với văn hóa việt nam phòng đã yêu cầu nhà trường báo cáo rút kinh nghiệm trong việc này đồng thời chỉ đạo chung tới tất cả các đơn vị trường lưu ý trong công tác tổ chức việc thầy hiệu trưởng lên phụ họa khi tận mắt thấy Giang Hồ Mạng Phú Lê mặc những trang phục lố lăng múa hát trước mặt học sinh khiến nhiều người không khỏi bất bình. Nhiều nền tảng mạng xã hội đã phê phán gay gắt sự xuất hiện này, nhất là trong một môi trường giáo dục. Một ý kiến nêu, Phú Lê nổi tiếng vì thường xuyên chửi bới trên mạng xã hội, anh ta lẽ ra không nên được phép có mặt trước các em học sinh, thật nguy hiểm khi các em nhỏ lại phấn khích trước một kẻ giang hồ như vậy. Vừa qua, dư luận không khỏi bàng hoàng trước vụ việc một học sinh lớp 4 của trường tiểu học trên địa bàn tỉnh Hải Dương tử vong bất thường sau buổi văn nghệ ở trường. Mới đây nhất, cơ quan cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự để điều tra thêm về vụ việc. Trước đó, đại diện trường tiểu học Thanh Bình cho biết, ngày 18 tháng 4, trường tổ chức ngày hội đọc và trải nghiệm chào mừng ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam. Trong khuôn khổ chương trình, NST, học sinh lớp 4C cùng các bạn tham gia biểu diễn văn nghệ trên sân khấu lúc 15 giờ đến 15 giờ 10 Đến 15 giờ 20, một giáo viên đi qua khu vực phía sau sân khấu và phát hiện T nằm bất tỉnh. Cô giáo cùng mọi người sơ cứu và gọi xe đưa T đi cấp cứu. Sau 19 ngày được điều trị tại khoa điều trị tích cực bệnh viện Nhi Trung ương, ngày mùng 7 tháng 5, nạn nhân tử vong. Ngày mùng 10 tháng 8, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hải Dương thông báo kết luận giám định về nguyên nhân chết của cháu NST. Theo đó, kết quả giám định cho thấy T bất tỉnh, ngừng tim sau khi biểu diễn văn nghệ nạn nhân được cấp cứu sau khi ngừng tim bằng các biện pháp hồi sức lọc máu nhưng không có kết quả cơ quan giám định không thấy có dấu hiệu chấn thương dẫn đến tử vong trên cơ thể học sinh này nạn nhân được xác định bị suy hô hấp suy đa phủ tạng tổn thương trên mu da bàn tay trái và ngón chân trái có dấu hiệu tổn thương do điện từ kết quả giám định trên cơ quan điều tra kết luận cháu tê bị suy hô hấp do viêm phổi đông đặc và suy đa phủ tạng dẫn đến tử vong thương tích ở mu bàn tay trái và ngón chân trái của nạn nhân phù hợp với tổn thương do điện Liên quan đến vụ ngộ độc hàng loạt khi ăn bánh su kem ở tiệc Trung thu tại một chung cư trên địa bàn thành phố Thủ Đức, mới đây sau quá trình phân tích, Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh đã mở cuộc họp công bố nguyên nhân dẫn đến vụ việc nói trên. Theo ông Tăng Trí Thượng, giám đốc Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh, sau buổi họp khẩn vào sáng ngày 4 tháng 10, các chuyên gia nhận định nhiễm khuẩn là nguyên nhân chính gây ngộ độc thực phẩm sau tiệc Trung thu tại chung cư 32 thành phố Thủ Đức. Nhiều khả năng nguyên nhân là bánh su kem đã nhiễm khuẩn trước đó cụ thể các chuyên gia đánh giá đây là trường hợp ngộ độc thực phẩm hàng loạt diễn biến có phức tạp và khó nhận biết hơn so với các trường hợp ngộ độc thực phẩm hàng loạt trước đây thường xảy ra tại các trường học nhà trẻ mẫu giáo về loại thực phẩm gây ra ngộ độc chuyên gia cho rằng khả năng cao từ bánh su kem loại trừ xúc xích nướng nước uống cũng được dùng trong tiệc trung thu nguyên nhân gây ra ngộ độc sau ăn bánh su kem có khả năng cao là bánh đã bị nhiễm khuẩn do tất cả trường hợp ngộ độc đều có triệu chứng giống nhau liên quan đến nhiễm khuẩn thức ăn như sốt, đau bụng, nôn ói, tiêu chảy, bạch hầu máu tăng cao, CRP tăng cao. Theo Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, điều quan trọng là ghi nhận có những trường hợp không dự tiệc trung thu tại trung cư Palm Heights nhưng vẫn bị ngộ độc. Những người này có cùng triệu chứng sau khi ăn bánh su kem, có cùng nhãn hiệu, cùng địa chỉ nơi mua bánh. Chuyên gia nhận định, như vậy loại trừ khả năng bánh su kem mới bị nhiễm khuẩn tại nơi tổ chức tiệc trung thu mà đã bị nhiễm khuẩn trước đó. Về tác nhân gây ra nhiễm khuẩn, hiện vẫn phải chờ kết quả phân lập vi khuẩn đang được Viện Vệ sinh Y tế Cộng đồng Thành phố Hồ Chí Minh xử lý. Mới đây tại huyện Đắk Rông, tỉnh Quảng Trị đã xảy ra vụ việc một nam thanh niên không chấp hành hiệu lệnh dừng xe kiểm tra mà còn cố ý tông xe vào chốt cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ khiến một chiến sĩ bị thương. Hiện cơ quan chức năng đã tiến hành khởi tố bị can và tạm giam đối tượng nói trên. Ngày 4 tháng 10, công an huyện Đắk Rông xác nhận vừa ra quyết định khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam 2 tháng đối với đối tượng Hồ Văn Hoàn, 20 tuổi, trú tại thôn Khe Ngài, xã Đắk Rông, huyện Đắk Rông, tỉnh Quảng Trị về hành vi chống người thi hành công vụ. Trước đó vào khoảng 19 giờ 45 ngày 26 tháng 9, công an huyện Đắk Rông phối hợp với phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Quảng Trị lập chốt kiểm tra trên quốc lộ 9, đoạn qua huyện Đắk Rông thì phát hiện nam thanh niên điều khiển xe mô tô biển số 74C 11210 chạy tốc độ cao nhận tín hiệu dừng kiểm tra nhưng lái xe mô tô không chấp hành mà tăng ga bỏ chạy rồi tông vào một cán bộ đội cảnh sát giao thông trật tự công an huyện Đắk Rông khiến vị này bị thương. Quá trình xác minh, người điều khiển mô tô là Hồ Văn Hoàn. Thời điểm kiểm tra, Hoàn không có giấy phép lái xe, không có giấy tờ chứng nhận đăng ký xe, không xuất trình được giấy tờ tùy thân. Vừa qua, mạng xã hội đang xôn xao trước đoạn clip ghi lại cảnh một nam tài xế xe ôm công nghệ cầm dao rượt đuổi hành khách là một người bị thương ngay trên đường. Được biết nguyên nhân của vụ việc chỉ vì mâu thuẫn trong việc thắt dây an toàn. Qua tìm hiểu, vụ việc xảy ra vào 9 giờ ngày 4 tháng 10 tại một căn nhà trên đường số 1, đoạn dưới chân cầu Hoàng Hoa Thám, phường 3, quận Bình Thạnh. Hình ảnh camera cho thấy, nam tài xế taxi công nghệ 7 chỗ biển số 51H691XX đến địa điểm nói trên để đón 3 vị khách. Sau khi lên xe, tài xế bất ngờ xuống xe, trên tay cầm dao rượt đuổi 3 vị khách. Khi tài xế cất dao, có hai thanh niên lạ mặt xuất hiện đánh vào vùng đầu mặt anh này. Theo tài xế, vụ ẩu đả xuất phát từ việc anh nhắc nhở khách hàng thắt dây an toàn. Nam tài xế Trần Tình, tôi nhắc nhở việc thắt dây lưng khách không đồng ý, ngược lại họ còn vung tay đánh. Một trong ba vị khách cho hay, hai người trên xe có việc gấp nên phải ra sân bay để kịp chuyến bay. Vụ ẩu đả khiến một người bị thương, được đưa đi cấp cứu. Công an nhanh chóng có mặt tại hiện trường, mời những người liên quan về trụ sở làm việc. Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan công an điều tra. Xin được chuyển sang những tin tức xã hội đáng chú ý khác. Mới đây trên địa bàn huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận vừa xảy ra vụ việc một người làm thuê bị điện giật tử vong trong quá trình mắc hệ thống dây dẫn điện để trong đèn trong vườn thanh long. Kéo dây điện trong vườn thanh long, một người làm thuê bị điện giật tử vong. Vụ điện giật xảy ra vào khoảng 10 giờ 30 phút ngày 4 tháng 10 tại vườn thanh long ở thôn Phú Hưng, xã Hàm Mỹ, huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận. Thời điểm trên, ông NVM là người làm thuê cho vườn thanh long này kéo dây điện để mắc hệ thống đèn trong thanh long thì bất ngờ bị điện giật. Tại hiện trường, nạn nhân bị điện giật tử vong tại chỗ. Sự việc được trình báo công an địa phương đến hiện trường. Được biết, ông M quê ở tỉnh Long An đến làm thuê cho vườn thanh long trên được hơn một năm. Cơ quan Cảnh sát điều tra công an huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận đã đến hiện trường để điều tra vụ việc. Thưa quý vị, công ty đấu giá hợp danh Việt Nam vừa tung lên sàn online 400 biển số xe ô tô để người mua đấu giá. Được biết đợt đấu giá biển số lần này có sự xuất hiện của biển số ngũ quý 30K 44444 và được trả mức giá cao nhất với 1,62 tỷ đồng. Biển số ngũ quý duy nhất đấu giá hôm nay được trả hơn 1,6 tỷ đồng. Với mỗi một biển số, người tham gia đấu giá sẽ phải nộp 40 triệu đồng tiền đặt trước và 100.000 đồng tiền hồ sơ tham gia đấu giá. Thời lượng đấu giá cho mỗi một biển số là 60 phút. Trong danh sách 400 biển số ô tô được mang ra đấu giá ngày mùng 4 tháng 10, chỉ có duy nhất một biển số của Hà Nội có số ngũ quý là 30K 44444. Trong khung giờ đấu giá từ 8 giờ đến 9 giờ sáng, biển số này được trả mức giá 1,62 tỷ đồng. Một biển số được trả mức giá cao trong phiên đấu giá sáng nay là 30K 58855, mức đấu giá là 155 triệu đồng. 51K 882 82, mức đấu giá là 130 triệu đồng. 51K 888 78, mức đấu giá là 110 triệu đồng. Trước đó, kết thúc ca đấu giá đầu tiên của sáng ngày 29 tháng 9, biển số thần tài 51K 979 của thành phố Hồ Chí Minh có giá trúng cao nhất ở mức 670 triệu đồng. Cũng trong buổi sáng, một biển số có giá trúng cao tới 470 triệu đồng là biển Lộc Phát 51K 83868 của thành phố Hồ Chí Minh. Phần cuối bản tin là những cập nhật mới nhất về cơn bão Koinu. Cơ quan khí tượng của Việt Nam nhận định trong 24 đến 48 giờ tới, bão Koinu vẫn giữ nguyên hướng di chuyển tây tây bắc với tốc độ 10 km/h và tiến vào biển Đông. Cập nhật từ bản tin của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 7 giờ ngày mùng 4 tháng 10, vị trí tâm bão Koinu ở vào khoảng 22,1 độ vĩ bắc, 123,7 độ kinh đông trên vùng biển phía đông nam đảo Đài Loan Trung Quốc, cách phía nam đảo Đài Loan khoảng 300 km về phía đông nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 14, 150 đến 166 km/h, giật cấp 17, di chuyển theo hướng tây tây bắc với tốc độ khoảng 10 km/h. Trong 24 giờ tới, bão Koinu di chuyển theo hướng tây tây bắc với tốc độ khoảng 10 km/h. Đến 7 giờ ngày mùng 5 tháng 10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 22,4 độ vĩ bắc, 121 độ kinh đông trên khu vực phía nam Đài Loan, Trung Quốc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13, giật cấp 16 vùng nguy hiểm do bão ở 20 đến 25 độ vĩ bắc, phía đông kinh tuyến 119. Trong 48 giờ tới, bão Koino giữ nguyên hướng di chuyển với tốc độ khoảng 10 km/h, di chuyển vào biển đông và suy yếu dần. Đến 7 giờ ngày 6 tháng 10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 22,6 độ vĩ bắc, 118,7 e độ kinh đông, cách Phúc Kiến, Trung Quốc 220 km về phía đông nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, giật cấp 13. Vùng nguy hiểm của bão ở phía Bắc vị tuyến 20, phía Đông kinh tuyến 116,5. Trong 72 giờ tới, bão đổi hướng Tây với tốc độ khoảng 10 km h và suy yếu dần. Đến 7 giờ ngày 7 tháng 10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 22,7 độ Vĩ Bắc, 116,7 độ Kinh Đông trên vùng biển phía Đông Nam tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Sức gió mạnh nhất, vùng gần tâm bão, mạnh cấp 9, giật cấp 11. Vùng nguy hiểm do bão ở phía Bắc vị tuyến 21, phía Đông Kinh tuyến 115. Từ 72 đến 120 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 5 km, cường độ tiếp tục suy yếu thêm. Về tác động của bão Koinu, vùng biển phía đông bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6, cấp 7. Từ đêm mùng 4 tháng 10, mạnh lên cấp 8, cấp 10. Vùng gần tâm bão đi qua cấp 11, cấp 12, giật cấp 15, biển động dữ dội. Sóng biển cao 2 đến 4 mét. Từ đêm mùng 4 tháng 10, sóng biển cao 4 đến 6 mét vùng gần tâm bão sóng cao 6 đến 8 m. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi kênh YouTube báo Lao động. Xin kính chào và hẹn gặp lại.